Hi, xin chào các bạn, tôi là Tân đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Kiếm Tiền và Du Lịch. Thì đây là video thứ hai kể từ khi mà trang web kênh YouTube của mình đổi tên từ Phát triển bản thân sang Kiếm Tiền và Du Lịch. Thì lý do làm sao thì video trước mình có nói. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái niềm vui nho nhỏ của mình. Đó chính là việc mà căn nhà của mình thuê của người ta xong rồi cho các bạn sinh viên thuê lại ở ghép. Và các bạn có tin không, trong vòng 15 ngày tôi đã kéo được về 22 khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ khi setup xong. Và bây giờ sau đây mình sẽ cùng nhau đến với video để từng bước các bạn trải nghiệm cái việc sung sướng của tôi nhé. Thì chân thực mà nói thì cái ý tưởng này nó bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2020, khi mà vô tình ngồi uống cà phê chung với bà chủ của căn nhà này. Thì bà mới than phiền là bà mới cắt cái hợp đồng thuê với người thuê trước, do là cái việc gì nó cũng ghéo bả hết, từ cái bóng đèn cho đến cái cầu tiêu thoát nước đồ này nọ, nó cũng làm phiền bả đến nỗi mà bả mất ăn mất ngủ vì cái người thuê trước. Cái mình mới nói đùa là ủa sao vậy chị, sao không cho em thuê thuê giá rẻ thôi, nhưng mà em ký hợp đồng em thuê lâu dài cho. Thì bả mới nói ừ vậy thuê nhà chị đi, riêng em á thì chị cho thuê khoảng 10 triệu một tháng, khách trước thì thuê 15 triệu nhưng mà riêng em thì chị cho thuê 10 triệu. Thì tôi có nói với bà là chị mà cho em thuê là chị yên tâm, từ cái bóng đèn cho đến cái cầu tiêu em sửa hết cho chị, em sẽ không gọi cuộc nào cho chị hết, chỉ có cái lúc mà chuyển tiền hoặc là có tiền mặt hàng tháng á, thì em chuyển vô tài khoản của chị thôi. Thì so với cái mặt bằng chung ở đây á, thì căn nhà này rộng, diện tích sàn của nó cỡ 400 mét vuông mà ngay quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, thì thuê với giá 10 triệu thì nó hơi rẻ. Đó thì tôi cũng máu kinh doanh cũng lên, nên là tôi cũng về tôi suy nghĩ, nằm đêm tôi suy nghĩ và tham khảo ý kiến của đàn anh rồi các kiểu. Thì may mắn cái nữa là vị trí căn nhà này nó gần với trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, từ căn nhà này đi bộ đến là khoảng có 3 phút à, đi xe máy thì chưa tới 1 phút. Đó thì mình chú trọng vô cái đánh vô cái khách hàng đó là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Thì đến ngày không trước trước khi đến ngày đó thì trước khi đến ngày ký hợp đồng thì tôi có bàn với một đứa bạn nữa, nó làm chung với tôi. Thì có tổ chức kêu gọi vốn ở đây thì mới đầu dự tính vốn khoảng 70 triệu. 70 triệu thì tôi thừa sức, nhưng mà tôi muốn kêu gọi vốn để chi, để cho mình tăng cái khả năng tự tin của mình lên. Thì thằng bạn mình nó cũng tin mình và nó đồng ý. Thì đến ngày 15 tháng 10 năm 2020 thì bắt đầu ký hợp đồng. Ký hợp đồng thì mình vô mình ký hợp đồng thì đặt cọc 2 tháng khoảng 20 triệu, 2 tháng 20 triệu không khoảng nữa mà chính xác là 20 triệu, là 10 triệu một tháng, 2 tháng là 20 triệu đặt cọc. Ký hợp đồng thì bắt đầu mới bắt tay vào sửa chữa. Sau khi sửa chữa thì giường mền gối trang thiết bị cho căn nhà sơn phết đồ lại thì cái chi phí nó lên đến là gần 130 triệu. Mới đầu dự tính có 70 triệu nhưng mà lúc sau nó lên tới 130 triệu. Thì tôi với nó thì cũng thằng cũng mới dư cỡ 100 200 rồi, nên là có 130 triệu thì mỗi thằng có 65 triệu nên cũng không ăn thua. Đó thì dự định đó là cho ở 22 khách, cho ở ghép 22 khách. Mà các bạn biết không, đến ngày 15 là ký hợp đồng, ngày 15 tháng 9 là ký hợp đồng, tới ngày 1 tháng 10 là set up xong hết, tới ngày 1 tháng 10 được có 3 khách. Nghĩ là chắc lần này chắc lỗ rồi, nên là rất là buồn. Chạy quảng cáo marketing đủ kiểu hết, nhờ vả tùm lum vòng vòng giúp đỡ đồ các kiểu. Thì đến ngày 12 tháng 10 năm 2020
nó bắt đầu có 21 khách. Được 21 khách là 21 khách trên 22 khách thì chỉ còn có một suất duy nhất. Bởi vậy hôm nay tôi mới ngồi đây chia sẻ cái niềm vui này cho các bạn. Đáng lẽ là tôi phải chia sẻ vào ngày 12 tháng 10 rồi, nhưng mà do bận việc, công việc chuyên môn rồi đủ thứ, vợ con gia đình, nên là đến ngày hôm nay thì tôi mới có cơ hội để ngồi đây làm video để chia sẻ cho các bạn. Cái ngày 1 tháng 10 á, cảm thấy là nó căng thẳng vô cùng và cảm thấy là nó bế tắc. Mình cũng lo lắng là không có biết là cái hướng mình đi nó đúng hay không, và không biết là sau khi lỗ quá thì lại thanh lý lại cho ai đó. Rồi chưa kể nữa, lúc mà bạn mới bắt đầu á, trước khi bạn bắt đầu mà bạn làm á, có nhiều thằng xung quanh á nó sẽ nói bạn là: ui thằng này điên, mày làm vậy, thà mày cho mướn phòng riêng chứ mày cho ở ghép gì, ai đâu mà ở này nọ các kiểu. Nhiều đứa nó nói mà mình làm mình suy giảm cái tinh thần, mà mình suy giảm cái trí tuệ của mình luôn, mình không có suy nghĩ được cái cách nào hết. Mình biết là cái sản phẩm của mình là rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà mình làm cho mình bế tắc trong đầu óc là mình không biết cách nào để mà đưa cái sản phẩm tuyệt vời đó để cho khách hàng người ta biết thôi. Chỉ mong rằng là cái sản phẩm của mình được khách hàng người ta biết thôi, chứ không cần phải là người ta thuê hay gì hết. Quan trọng là người ta biết đến sản phẩm của mình là chắc chắn là 80% là người ta sẽ chọn mình, tại vì mình có đi khảo sát thị trường rồi các kiểu. Và trước khi mà bàn về cái kế hoạch để mà làm, những cái kinh nghiệm mà để mà làm cái đó, thì tôi xin bàn về cái lợi ích của cái việc thuê nhà trước. Lợi ích của cái việc là thuê nhà xong rồi cho đi thuê lại là nó có hai cái lợi ích. Cái lợi ích đầu tiên á, đâu rồi, chờ tôi tí xíu. Cái lợi ích đầu tiên á là cái chi phí vốn bạn bỏ ra rất là thấp. Chi phí vốn là sao? Có nghĩa là cái tiền vốn bạn bỏ ra rất là ít, nhưng mà cái thời gian thu hồi vốn của bạn á rất là nhanh. Đó, theo tôi tính toán á, nếu mà full khách hoài luôn á thì nó tầm 1 năm là mình sẽ thu hồi lại vốn. Nhiều người cứ nghĩ là phải bỏ tiền ra mua đất xong rồi xây lên căn nhà rồi cho thuê thì lúc đó nó mới lời, chứ bây giờ mà tự nhiên thuê nhà xong rồi cho người ta thuê lại thì nó trả lời bao nhiêu đó. Mà các bạn biết là cái chi phí mà để mà mua cái miếng đất ở ngay tại quận 9 này á, mà ngay cái vị trí này á, đất ở đây sàn sàn cũng là 60 triệu một mét rồi, mà để mua một miếng đất ở đây á, mua một miếng đất, tôi nói nó là căn nhà này luôn, là khoảng 5 tỷ, và bỏ tiền ra xây căn nhà là khoảng 2 tỷ nữa, là 7 tỷ. Bạn bỏ ra 7 tỷ để bạn mua đất và bạn xây nhà, xong rồi sau đó bạn lại cho người ta thuê cao lắm mà có 20 triệu một tháng. 7 tỷ 20 triệu một tháng, thà tôi bỏ 7 tỷ vô ngân hàng lấy lãi 0.5% một tháng là 35 triệu còn sướng hơn, đúng không? 7 tỷ bao nhiêu ngân hàng 0.5% tháng, bạn tháng được 35 triệu, nó còn sướng hơn là tôi bỏ tiền ra tôi xây căn nhà này. Và cái lợi ích thứ hai á, là bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về cái thời gian hao mòn của ngôi nhà đồ này nọ. Bạn chỉ cần ký hợp đồng xong đặt cọc đó, ký hợp đồng xong đặt cọc thì các bạn có thể là không quan tâm gì đến căn nhà nhiều. Cái độ hao mòn của căn nhà thì cũng không có quan tâm, tại vì các bạn thời gian thu hồi vốn của các bạn rất là nhanh đó. Mà nếu mà có lỗ thì các bạn cũng thanh lý nhanh, chưa kể là hàng xóm láng giềng rồi vị trí địa lý đồ này nọ. Nếu mà bạn chọn sai vị trí của miếng đất đó, thì lúc đó bạn bán lại nó lỗ gấp nhiều lần hơn cái số tiền mà bây giờ mình bỏ ra, trong khi là đây là một thời điểm thích hợp để mà mình kinh doanh vô đó. Thì sau khi mà bàn về hai cái lợi ích đó thì tôi muốn hướng dẫn, tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với các bạn khi mà trước khi mà các bạn muốn bước vào cái sân chơi này. Tại vì trước lúc tôi mở ra, tôi cũng lên YouTube tôi tìm nhiều lắm mà không có ai chia sẻ kinh nghiệm giống như tôi bây giờ chia sẻ với các bạn á. Tôi cũng lo lắng hoang mang mà vô phương hướng lắm, nên là bây giờ tôi đạt được cái vấn đề đó rồi, tôi cũng muốn chia sẻ lại với các bạn để các bạn cùng nhau kiếm tiền với tôi nha. À, cái bước đầu tiên á, các bạn nên là đi khảo sát giá, khảo sát thị trường xung quanh. Khách hàng mà các bạn muốn nhắm tới là ai? Khách hàng bạn nhắm tới là ai? Thứ nhất là độ tuổi.
Thứ hai là giới tính, nam hay nữ. Thí dụ như bạn cho nam không á, thì bạn phải thiết kế ngôi nhà của bạn trông nó mạnh mẽ đó, nó có phải có dụng cụ tập gym đồ này nọ. Còn thí dụ như mà bạn á, thiết kế cho nữ không á, thì các bạn phải có bếp để cho nữ nấu ăn, tại vì nam á, nó không thích nấu ăn nhiều, có nữ mới thích nấu ăn thôi đó. Là bạn phải thiết kế bếp sao cho nữ nó nấu ăn, rồi bạn phải thiết kế ngôi nhà sao nhìn cho nó nữ tính, nhìn cho nó màu hồng hay màu gì đó cho nó nữ tính đó, ví dụ vậy. Rồi thứ ba là cái nhóm người mà thuộc nghề nghiệp nào bạn muốn nhắm tới. Thí dụ như sinh viên thì các bạn phải nhắm tới là có kệ sách, có tủ sách, có những cái thứ mà phục vụ cho sinh viên, ví dụ như có bàn học, có bàn học trên giường đó, như cái mô hình tôi là có bàn học trên giường. Còn nếu mà như công nhân á, thì cũng khỏi cần bàn học đó, cũng khỏi cần tủ sách, mà công nhân á, thì cũng không có cần mà ngôi nhà mà biệt thự mà đẹp đẽ chi, chỉ cần dựng cái lán xây dựng lên rào tôn lại này nọ là công nhân vô ở, tại công nhân người ta cần là giá rẻ, còn sinh viên thì nó phải là cao cấp hơn một tí xíu đó. Lựa chọn cái nhóm khách hàng này để bạn chọn cái vị trí của ngôi nhà bạn thuê nó cụ thể mà nó gần cái nhóm khách hàng tiềm năng của bạn hơn. Ví dụ như tôi nhắm đến là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương, thì tôi thuê một cái căn nhà từ đây đến Sư phạm Trung ương có 3 phút đi bộ đó, thuận tiện, rất rất là thuận tiện cho các bạn sinh viên. À, đó là cái kinh nghiệm đầu tiên. Thứ hai á là bạn phải xem cái căn nhà của bạn muốn thuê á thật là kỹ càng. Cần thiết á, thì bạn quay phim, chụp hình để mà tối về bạn nghiên cứu. Đây là bước quan trọng nhất nếu mà bạn không muốn chi phí của bạn phát sinh như tôi. Tại vì nội cái tiền mà tôi bỏ ra tôi sửa căn nhà này không là hết 30 triệu rồi. Hết 30 triệu để mà sửa sơn phết rồi chống thấm đồ này nọ rồi tân trang lại là hết 30 triệu. Đó nó cũng hơi cao. Tại vì bình thường người ta vô thuê là người ta thuê cái xong người ta đặt giường vậy thôi, còn tôi là tôi phải sửa sang đồ lại nữa, nó trông cho nó đẹp đó. Nên là bạn bạn phải nhớ cái bước này cho thật kỹ, nếu mà bạn không muốn là bạn bị gọi là đói vốn, bạn bị thiếu vốn đó. Rồi bạn phải quay phim lại, cần thiết thì bạn phải quay phim nguyên căn nhà lại để tối về bạn nghiên cứu, hoặc là nếu mà có cổ đông của bạn, nếu mà có người hùn vốn chung á, thì bạn bàn với người hùn vốn đó. Đó, sau khi mà bạn đi khảo sát tầm 3 đến 5 căn nhà, bạn được một căn với giá cả hợp lý nhất, thì đừng vội vồ vập, hãy đàm phán thêm vài lần có thể để mà có thể đạp giá tiền nhà hàng tháng xuống một tí nữa. Như tôi á, là mới đầu là chị này là đòi giá là 15 triệu, nhưng mà sau khi đàm phán thì chị này xuống 12 triệu. Xuống 12 triệu thì tôi làm nũng một hồi nữa thì chị này xuống 10 triệu đó. Xuống 10 triệu rồi tôi định làm nũng thêm xíu nữa cho xuống 8 triệu mà chị không chịu, nhưng mà tôi thấy giá 10 triệu này là vẫn có hời, nên là tôi mới quyết định là làm. Và cái máu kinh doanh của tôi nữa, nên là tôi quyết định là bỏ tiền ra và làm. Thì xong cái bước số 2 là bạn đi khảo sát, bước số 1 là bạn đi khảo sát thị trường, bước thứ hai là bạn đi tìm những căn nhà nào mà thứ nhất là đẹp, thứ hai nữa là giá rẻ để mà bạn thuê đó, có vị trí hợp lý thì bạn thuê. Và cái bước số 3 là các bạn lên kế hoạch chi tiết những gì, những khoản chi phí gì cần sửa sang, hay là những chi phí giường mền gối rồi bếp ga tủ lạnh rồi wifi này nọ, các bạn phải ghi hết ra làm một cái file Excel. Nếu mà các bạn chưa có file thì hãy để lại email bên dưới để mà tôi gửi file qua cho các bạn, để các bạn biết cái sườn sẵn mà các bạn làm, và các bạn lấy kinh nghiệm của tôi để các bạn không có va vấp vô cái việc giống như tôi nữa, là cái chi phí nó bị đội lên quá cao đó. Và bước số 4 thì đơn giản rồi, thuê người sửa chữa nhà, sơn phết, rồi tìm mua những vật dụng như chổi, thùng rác, xà đồ, tùm lum la hết đó. Thì bạn muốn
Bạn muốn biết là cần mua những gì thì tôi sẽ gửi file cho các bạn nha, cứ để lại email bên dưới. Bước số 5 là các bạn nên là tìm cách marketing, sale. Đây là kỹ năng cũng quan trọng không kém cái kỹ năng là tìm sản phẩm. Cái kỹ năng marketing sale là bạn có sản phẩm tuyệt vời rồi, bạn phải làm cách nào đó để cho sản phẩm của mình được khách hàng biết tới. Đó, thì các bạn sẽ bán hàng dễ hơn, như tôi là tầm 12 ngày là tôi bán xong sản phẩm, bán gần xong, còn đúng một suất. Đó, thì các bạn nên là như những cái video trước của tôi á, nói là làm thế nào để khởi nghiệp không bị lỗ, là các bạn phải biết marketing và sale, đó là kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh, để các bạn mang cái giá trị cái sản phẩm của mình quảng cáo cho khách hàng biết, để mà khách hàng được lựa chọn. Cái đó mới là cái vấn đề quan trọng nhất trong kinh doanh. Trong vòng 30 ngày thì nếu mà bạn không có khách thì chắc chắn là bạn sẽ lỗ rồi. Thứ nhất là lỗ tiền nhà, thứ hai là lỗ tiền điện nước, thứ ba nữa là lỗ tiền hao mòn ngôi nhà, hao mòn những cái vật dụng trong nhà nữa. Thì các bạn cố gắng là trong vòng 30 ngày thì các bạn phải full khách. Đó. Và các bạn nên chơi chiến thuật giống tôi là giảm 50% tiền nhà tháng đầu tiên. Giảm 50% tiền nhà tháng đầu tiên. Nó sẽ hút khách của các bạn hơn và nó tạo cái lợi thế cạnh tranh trong cái việc này hơn. Đó là theo kinh nghiệm của tôi. Có lẽ là mọi thứ, những điều tôi nêu trên thì nó sẽ làm bạn an tâm và ok hơn, để bạn không có mệt mỏi như tôi nữa, mà không có suy nghĩ nhiều mà chỉ bắt tay vô làm thôi. Tôi có một ý này là bạn nên phá sản trước 30 tuổi. Bạn nên kinh doanh, bạn nên lăn lộn giữa dòng đời này trước 30 tuổi. Tại vì sau 30 tuổi thì bạn sẽ không còn thời gian, sức lực như là trước năm 30 tuổi nữa. Và bạn nên phá sản trước 30 tuổi, đừng ngần ngại nữa. Bạn chưa thử làm sao mà bạn biết được, đúng không? Nên là các bạn cứ dấn thân vô làm đi. Tôi á, may mắn là khi bước ra kinh doanh á, thì với hai bàn tay trắng. Những cái số tiền này là do tôi chắt mót dành dụm vài năm trời mới ra được cái số tiền này để mà có mà đầu tư. Đó, thì với lại người giàu á, người ta kiếm tiền á, người ta không cần nhiều vốn đâu. Bởi vậy nhiều lúc mà tôi muốn kinh doanh cái gì á, tôi đều nghĩ là cái số tiền này tôi làm là từ hai bàn tay trắng, mà cái số tiền này là do tôi kiếm được thì bây giờ tôi làm mất nó cũng chả sao cả, reset làm lại từ đầu thôi. Ví dụ như làm ra 200 triệu, mang 200 triệu đi đầu tư, mất 200 triệu thì coi như mình quay lại từ đầu mình làm thôi, không có gì mà mình phải liên tiếc hết. Bởi vì tôi cứ dấn thân vô công việc kinh doanh tôi làm và bây giờ mới có tôi ngày hôm nay. Giàu thì không nói là giàu nhưng mà nó cũng đủ sống, đủ ăn khô ký gạo sống qua ngày. Và tôi cũng muốn các bạn là giống tôi sinh năm 93, tuổi con gà. Người ta nói là tuổi con gà thì hay đào bới để tìm thức ăn chứ không có ngồi yên chỗ được, nên là tôi là luôn là muốn kinh doanh khao khát, nên là tôi cũng muốn là thế hệ trẻ của mình bây giờ là cũng phải ít nhiều cũng phải giống tôi một tí để mà còn tạo ra thặng dư nhiều cho xã hội, tạo ra nhiều cái giá trị cho đất nước của mình. Đó, thì cái video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe video đến giờ này, và đừng quên là để lại email ở bên dưới nếu mà các bạn quan tâm đến cái vấn đề kinh doanh này. Đó, thì nếu mà các bạn quan tâm thì cứ để lại email rồi tôi sẽ xem, mà tôi gửi cái file kế hoạch nhà cho thuê qua cho các bạn. Chúc các bạn đạt được những gì mà các bạn mong muốn.